trong họa có phước, thích chân tính. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình xinh đẹp, khỏe mạnh, giàu sang, quyền quý, ấm no hạnh phúc. Không ai muốn mình xấu xí, ốm đau, nghèo khổ, hạ tiện, đói rét, bất hạnh. Khi những điều may, điều tốt đến với mình, chúng ta cho đó là phước. Còn khi những điều rủi ro, bất hạnh đến với mình, chúng ta xem đó là họa. Khi phước đến, chúng ta mong duy trì niềm hạnh phúc ấy thật dài lâu. Ngược lại, khi gặp họa, chúng ta muốn điều bất hạnh ấy chấm dứt thật nhanh chóng. Có người phước đến dồn dập, chẳng hạn như vợ chồng hòa thuận, con gái hiếu thảo, thăng quan tiến chức, tiền vô dư nước, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Lại có người họa đến dồn dập, chẳng hạn như gia đình bất hạnh, con cái hư hỏng, làm ăn thua lỗ, bệnh tật hành hạ, tai nạn liên miên. Có người phước vừa đến thì họa đến, có người họa vừa đến thì phước đến. Trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ gặp rất nhiều họa và phước, khó có thể lường trước được. Có khi trong phước có họa, lại có khi trong họa có phước. 1. Trong họa có phước. Nếu phước đến chúng ta vui mừng bao nhiêu, thì khi họa đến chúng ta đau buồn bấy nhiêu. Người học Phật phải thấy được rằng, phước và họa luôn luôn song hành trong cuộc sống. Chúng ta không nên hy vọng rằng phước đến với mình mãi mãi, và cũng không nên thất vọng nếu họa đến với mình triền miên. Ông bà ta có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Trong hoa có rác, trong rác có hoa, một cành hoa đẹp không thể đẹp mãi, cũng có ngày phải héo tàn, phân hủy thành rác. Cái đẹp của hoa ngày hôm nay chắc chắn sẽ là rác trong ngày mai. Chúng ta nhìn hoa biết rằng sẽ là rác, và nhìn rác biết rằng sẽ có hoa. Trong phước có họa, và trong họa cũng có phước. Câu chuyện sau sẽ minh chứng cho điều này. Hai anh bạn rủ nhau đi du lịch nước ngoài, mọi thủ tục giấy tờ được lo liệu đầy đủ, chỉ chờ ngày lên máy bay. Chẳng may, anh A bị tai nạn xe máy phải nằm viện điều trị. Tới ngày đi, anh B đến chào và lấy làm tiếc cho anh A vì bị lỡ mất chuyến du lịch. Anh A cảm thấy rất buồn khi không được đi chuyến này. Ngược lại, anh B rất vui mừng và háo hức bởi vì đây là lần đầu tiên anh được đi máy bay và được ra nước ngoài du lịch. Khi máy bay đáp xuống sân bay, hải ngoại, anh nhìn thấy mọi vật đều mới lạ. Công ty lữ hành đưa anh về khách sạn nghỉ. Ngày hôm sau, xe du lịch đưa anh đi tham quan một số nơi. Lần đầu tiên ra nước ngoài, anh nghĩ đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng ngày hôm sau nữa, vào lúc đang trên đường đi tham quan, chiếc xe của anh bị rơi xuống đèo. Chỉ một vài người sống sót, còn lại hơn 20 người trên xe đã tử vong bởi tai nạn này, trong đó có cả anh. Hùng tin được báo về Việt Nam, anh A trước đó rất tiếc nuối vì mình phải nằm viện không đi được. Nay nghe tin này, anh đổ mồ hôi hột, nghĩ rằng nhờ gặp tai nạn nhỏ nên anh mới ở nhà và thoát chết. Nếu đi, có lẽ anh cũng không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Trong phước có họa. Một câu chuyện khác được đăng trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 28 tháng 5 năm 2010. Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Đại, Gò Dầu, Tây Ninh tổ chức cho giáo viên đi nghỉ mát ở Nha Trang. Chương trình lên kế hoạch đã hơn một tháng mà cứ phải dời tới dời lui vì ban tổ chức muốn sắp xếp cho tất cả giáo viên trong trường đều được đi nghỉ mát chuyến này. Thế nhưng tới ngày đi cũng vẫn sót một vài thầy cô vì bận công tác đột xuất. Trước khi xe lăn bánh, những thầy cô giáo không được đi rất tiếc nuối, chúc cho những người bạn đồng nghiệp của mình có một chuyến đi nghỉ mát vui vẻ hạnh phúc. Trong số những người được đi, thầy Trần Tuấn Anh là người hạnh phúc nhất vì đây là lần đầu tiên thầy đến nghỉ mát ở Nha Trang. Lại được cùng đi với vợ và đứa con gái mới 10 tháng tuổi của mình. Mọi người ai cũng thấu hiểu và chia sẻ niềm hân hoan với thầy. Xe bị lật khi đang trên đường đến Ninh Thuận, làm cho 3 người tử nạn và một số người khác bị thương. 3 người chết đó lại chính là thầy giáo Trần Tuấn Anh, vợ và đứa con gái 10 tháng tuổi của thầy. Hùng tin được báo về nhà trường, khiến các thầy cô giáo hết sức đau buồn xót xa. Ai cũng tưởng rằng gia đình thầy Trần Tuấn Anh là người hạnh phúc nhất. Hóa ra, chính họ lại là những kẻ bất hạnh nhất trong chuyến đi này. Rõ ràng trong cái may có cái rủi, trong cái rủi có cái may. Trong phước có họa, trong họa có phước. Phước họa khôn lường, không ai có thể biết trước để đề phòng.